Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin thế giới. Ở bản tin đầu tiên, các nước dùng xét nghiệm kháng nguyên để chế ngự COVID đợt 2. Các nước đang nỗ lực chế ngự COVID đợt 2 quay sang dùng loại xét nghiệm nhanh hơn, rẻ hơn nhưng ít chính xác để tránh tình trạng trì hoãn và thiếu hụt vốn đã cản chân việc chuẩn đoán và theo dõi lây nhiễm một cách nhanh chóng. Ở Đức, hôm 13 tháng 10 có thêm 4.122 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 329.453, đã bảo đảm có được 9 triệu xét nghiệm kháng nguyên mỗi tháng, vốn có thể cho kết quả trong vòng vài phút và tốn khoảng 5.9 Mỹ Kim mỗi xét nghiệm. Viện Robert Koch AKI của Đức hiện khuyến cáo dùng xét nghiệm kháng nguyên để bổ sung cho xét nghiệm PCR, vốn đã trở thành chuẩn mực trong việc đánh giá lây nhiễm nhưng đang bị thiếu hụt trong lúc các phòng thí nghiệm là quá tải và các nhà sản xuất đã vượt quá khả năng sản xuất. Xét nghiệm PCR phát hiện chất liệu gen trong virus, trong khi xét nghiệm kháng nguyên phát hiện chất đạm trên bề mặt virus. Một loại xét nghiệm khác là tìm kháng thể do cơ thể sản xuất ra để đáp ứng với miễn nhiễm trùng. Kiểu xét nghiệm này có thể cho biết một người đã từng bị lây nhiễm. Giống như là xét nghiệm PCR, xét nghiệm kháng nguyên đòi hỏi dùng que bông gòn quét trong mũi. Xét nghiệm này có thể đưa nhiều kết quả âm tính sai lầm, khiến cho nhiều chuyên gia khuyến cáo là loại này chỉ nên dùng trong tình trạng khẩn cấp. Tuần trước, thì Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo hơn 2 triệu ca mới, nâng số ca nhiễm toàn cầu lên 37 triệu, với hơn 1 triệu ca tử vong vì COVID-19. Tại châu Âu, thì trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp, vào thứ Hai, thưa quý vị, Thủ tướng Jean Castex đã lưu ý rằng Pháp và nhiều nước Âu Châu khác đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm lần thứ hai, đồng thời kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Ông cũng cảnh báo rằng Pháp có thể áp dụng thêm các biện pháp hạn chế, trong đó có phong tỏa một số khu vực. Trong khi đó, tại Anh Quốc, thì kể từ đầu tháng 10, giới chức báo cáo số ca lây nhiễm mới mỗi ngày đều hơn 10.000 ca. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Boris Johnson thông báo 3 cấp độ cảnh báo virus corona và các biện pháp hạn chế tương ứng với mỗi cấp độ. Vùng Liverpool đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus sẽ được áp dụng mức cảnh báo cao nhất kể từ thứ Tư. Theo đó, thì các quán rượu và quán bar sẽ phải đóng cửa. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson bác bỏ khả năng áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt trên cả nước do các biện pháp này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nền kinh tế của quốc gia. Ông cho biết là trong vài tuần hoặc vài tháng tới, tình hình sẽ còn rất khó khăn. Tây Ban Nha cũng ghi nhận số ca nhiễm mới mỗi ngày lên tới hơn 10.000 ca. Nước này hiện đang có số ca nhiễm virus corona cao nhất ở Âu Châu. Và đã có một người đầu tiên tử vong sau khi tái nhiễm COVID-19. Một phụ nữ lớn tuổi ở Hà Lan đã trở thành người đầu tiên được biết đến tử vong vì mắc COVID-19 lần thứ hai. Người phụ nữ 89 tuổi mắc một loại ung thư tủy xương hiếm gặp mang tên là Waldenström macroglobulinemia. Hệ thống miễn dịch của bà đã bị tổn hại nặng trong quá trình điều trị bệnh ung thư. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Maastricht ở Hà Lan đã cho biết trong một cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí bệnh truyền nhiễm Lâm Sàng. Nhân viên y tế di chuyển một bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 bên ngoài bệnh viện Beethoven ở Uden, Hà Lan vào hồi tháng 3. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã lưu ý rằng phản ứng miễn dịch tự nhiên của bà vẫn đủ để chống lại COVID-19 vì phương pháp chữa trị ung thư mà bà được nhận không nhất thiết dẫn tới tình trạng đe dọa tính mạng. Bệnh nhân nhập viện lần đầu hồi đầu năm với tình trạng ho nhiều và sốt, xét nghiệm cho kết quả dương tính COVID. Bà được xuất viện 5 ngày sau khi các triệu chứng đã giảm dần, ngoại trừ một số cơn mệt mỏi dai dẳng. Nhưng 2 ngày sau khi điều trị hóa trị, 59 ngày sau khi nhiễm COVID-19 lần đầu tiên, người phụ nữ đó lại sốt, ho và khó thở. Bà một lần nữa được xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả dương tính. Bác sĩ không phát hiện bất kỳ kháng thể nào trong máu của bà ở ngày thứ Tư và thứ Sáu. Tình trạng của bệnh nhân xấu đi vào ngày thứ 8 và 2 tuần sau người phụ nữ tử vong. Đây là ca đầu tiên trên thế giới tử vong do tái nhiễm COVID-19. Toàn cầu đã ghi nhận một số trường hợp bị nhiễm lại virus sau khi đã chữa khỏi. Gần đây nhất là trường hợp của một công dân 25 tuổi ở Washoe của bang Nevada, Mỹ. Quay sang nước Nga. Thưa quý vị, nước này đang không chấp nhận điều kiện của Hoa Kỳ để gia hạn New START. Ngày 13 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Rykov
đã cho rằng đề nghị của Hoa Kỳ yêu cầu Nga giữ nguyên kho vũ khí hạt nhân như một phần của thỏa thuận gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, còn gọi là New START, giữa hai nước là không thể chấp nhận được đối với Moscow. Phát biểu của ông Ryabkov đã đưa ra sau khi trước đó cùng ngày, đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về kiểm soát vũ khí, ông Marshall Billingsley đã khẳng định Mỹ sẵn sàng gia hạn hiệp ước New START, mà Moscow gọi là START III, trong một khoảng thời gian với điều kiện là Nga đồng ý hạn chế và đóng băng kho vũ khí của mình. Ông Billingsley cũng đã thông báo là Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc với Nga về việc gia hạn New START. Theo thỏa thuận được ký năm 2010, thì Mỹ và Nga mỗi nước chỉ có thể triển khai 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm SLBM và máy bay ném bom tầm xa mang bom hạt nhân, không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân tầm xa và không quá 800 bệ phóng ICBM, SLBM, máy bay ném bom có thể mang bom hạt nhân được triển khai hoặc chưa được triển khai. Giới chuyên gia nhận định, hiệp ước New START là một thành công trong tiến trình giải pháp vũ khí hạt nhân. Bởi ở giai đoạn đỉnh điểm của chiến tranh lạnh, Nga và Mỹ, mỗi nước sở hữu hơn 10.000 phương tiện có thể mang bom hạt nhân tấn công bên kia. Hiệp ước New START sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 năm 2021 và có thể gia hạn 5 năm nếu hai bên đồng ý. EU đang lo ngại quan hệ với Hoa Kỳ chết yểu nếu Tổng thống Donald Trump đắc cử. Không phải khủng bố chương trình hạt nhân hay COVID-19 mà điều khiến các quan chức EU lo ngại là 4 năm nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump. Đừng hoảng loạn, Wolfgang Ischinger, cựu đại sứ Đức tại Mỹ đã cho biết, thế giới sẽ không kết thúc như một số người gợi ý. Ischinger là một người tổ chức hội nghị an ninh Munich hàng năm, cuộc nhóm họp hàng đầu của các nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về vấn đề chiến tranh và hòa bình. Nhưng ông đã không đề cập tới những lo ngại về hạt nhân, khủng bố hay thậm chí COVID-19. Mà điều lo sợ có thể cảm nhận được trong nhóm quan chức hàng đầu về chính sách đối ngoại của Âu Châu là 4 năm nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Khi nói tới Tổng thống Donald Trump, người Âu Châu hiểu điều chắc chắn duy nhất là không có gì chắc chắn. Mọi người đều lo ngại về sự khó đoán định của Tổng thống Donald Trump. Laurie Blackbeard, nhà ngoại giao Estonia, người từng là đại sứ ở Washington và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đã nói về khả năng Tổng thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 như sau. Mọi người hiểu, ông ấy không coi trọng các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương hoặc ông ấy chỉ coi trọng chúng về khía cạnh tiền bạc. Thậm chí với những người như là Ischinger, người khẳng định rằng thế giới sẽ không kết thúc dù Tổng thống Donald Trump tiếp tục làm Tổng thống Mỹ thêm 4 năm nữa, cũng không phủ nhận mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đang ở mức thấp kỷ lục. Mối quan hệ dựa trên niềm tin này có xu hướng dần tan vỡ trong hơn 3 năm rưỡi qua, ông Ischinger đã cho biết. Cũng trong dòng tin thế giới, Trung Quốc và Nga vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc và Nga hôm 13 tháng 10 đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhưng sự ủng hộ dành cho Bắc Kinh đã giảm hơn 20% so với cuộc bỏ phiếu năm 2016. Hãng tin Reuters cho biết rằng Trung Quốc đã nhận được 139 phiếu ủng hộ, tức là giảm hơn 20% so với lần họ giành được ghế năm 2016. Trong khi đó, tin cho hay là vào hôm 14 tháng 10, Nga cũng được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho 4 năm sau khi bất ngờ bị loại sau một nhiệm kỳ. Ngoài Trung Quốc và Nga thì Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên cũng bầu chọn cho bờ biển Nga, Gabon, Malawi, Cuba, Bolivia, Uzbekistan, Pháp và Anh vào hội đồng 47 thành viên. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2018 khi mới nửa nhiệm kỳ, vì điều Mỹ nói là thành kiến đối với Israel và sự thiếu cải tổ. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo nói, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc một lần nữa bầu chọn các nước có hồ sơ nhân quyền tồi tệ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức về thế giới. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Kim Thủy sẽ quay trở lại phần tin châu Á với một vài nội dung chính như sau. Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu quân đội chuẩn bị kịch bản chiến tranh.
Hàn Quốc nói đủ sức vùi dập siêu pháo Triều Tiên.